Bài tập tiếp theo của ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn viết chương trình bài 2 lớp 1. Ở đây thì chúng ta sẽ viết chương trình tính diện tích, chu vi và tiệm cạnh min của một hình chữ nhật. Ở đây thì trong bài trước thì chúng ta đã tạo ra cho chúng ta một cái bài demo lớp 1. Thì trong bài lab này thì chúng ta sẽ new một cái lab nằm trong này luôn các bạn nhé. Các bạn sẽ chọn cái bracket của chúng ta. Sau đó thì bạn bấm chuột phải, bạn sẽ new cho mình một class. Ở đây mình sẽ cho đặt tên nó rectangle. Và một chương trình của chúng ta thì nó sẽ có một cái hình main. Ok chưa các bạn? Và chúng ta sẽ viết hình main vào. Chúng ta sẽ in ra là chương trình hình chữ nhật. Ở đây mình viết cái chữ rectangle nó bị sai lỗi chính tả rồi các bạn. Đây thì mình có thể là đổi lại cái tay, bấm chuột phải, refactor, rename rectangle. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ khai báo cho nó double, bấm tab, chiều dài mình có thể cho là width, chiều dài, chiều rộng, chu vi, diện tích, ví dụ như thế. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhập mà từ bàn phím thì chúng ta sẽ sử dụng lại scan, hoặc là chúng ta sẽ viết luôn như thế này cũng được. Chiều dài mình sẽ cho chiều dài là bằng 20, chiều rộng là bằng 5, chu vi là bằng 2 nhân cho chiều dài cộng chiều rộng, diện tích là bằng chiều dài nhân cho chiều rộng. Sau đó thì chúng ta sẽ in ra màn hình chu vi cộng cho chu vi, diện tích cộng cho diện tích này, và chúng ta sẽ chạy chương trình. Chu vi là bằng 80 và diện tích của chúng ta là bằng 100. Đây là chương trình tính chu vi và diện tích hình chữ nhật. Ở đây thì các bạn muốn mà viết chương trình nhập từ bàn phím thì chúng ta sẽ sử dụng các bạn là scanner. Các bạn bấm chữ scan, bấm control space này. Này, chúng ta sẽ chọn là scan sẽ bằng tiêu này. SC bằng new scan system .in. Và chúng ở đây thì chúng ta sẽ viết ra một cái là gì các bạn? Nhập chiều dài. Cái này là mình sẽ gắn thẳng vào. Thì các bạn không muốn gắn thẳng vào, muốn nhập từ bàn phím thì mình sẽ thay thế cho 20 nha các bạn. SC.next double. Chỗ này này. Cái này dòng này là dòng thông báo thôi các bạn. Để cho người ta biết là nhập vào cái gì thôi. Chiều rộng. SC.next double. Sau đó thì chúng ta sẽ chạy chương trình. Chiều dài chúng ta 22, chiều rộng là 33. Thì chu vi và diện tích của chúng ta như thế này. Trong bài của chúng ta nó còn có một phần nữa là tìm cái cạnh min. Min ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng một cái thư viện làm math, cái thư viện là toán học các bạn. Thì đây chúng ta sẽ là in ra luôn ở chỗ này cũng được, hoặc là chúng ta sẽ khai báo một cái integer và double db tab min bằng math là cái thừa hàm toán học đó. Chấm min, min là cái hàm của nó. Ở đây chúng ta sẽ có là chiều dài, chiều rộng. Mình sẽ cái hàm này sẽ trả về cho chúng ta cái chiều dài hoặc là chiều rộng cái này nhỏ nhất. Sau đó chúng ta sẽ in ra cạnh nhỏ nhất 2 chấm. Rồi.
cho mình. Và chúng ta sẽ test chương trình chiều dài cho chúng ta là 22, chiều rộng là 44, bây giờ chu vi là bằng 88 diện tích. Cái này chu vi chúng ta biết bị sai mà, chu vi là chiều dài cộng cho chiều rộng. Đó, các bạn biết bị sai mà, chiều dài cộng chiều rộng nhân 2, còn diện tích là chiều dài nhân chiều rộng. Ok, đây là chương trình tính diện tích chu vi hình chữ nhật và tìm ra cái cạnh nhỏ nhất của chúng ta. Đây là chương trình của chúng ta.